hồi kênh cưới rồi chuẩn bị di quan luôn nha các bạn. Nó đang cũng thơm. Thank you.
Đây là nhà âm thanh của mình các bạn. Hôm nay sắp xếp ra tốt ngoài này luôn các bạn ơi. Anh em chờ thầy làm xong rồi tiến hành vô trọng mình làm lại. Làm lần nữa. Rồi chuẩn bị đưa ra luôn nha các bạn. Cái này đưa cũng gần đây chứ không có xa lắm. Xung quanh đây ta trồng lá dứa rất là nhiều nè các bạn. Lá dứa này rất là thơm nha. Mập. Chút nữa mình sẽ quay đưa đi cho mấy bạn xem nè. Ở trọng thì thầy với mấy anh em nhặt lễ đang làm nhiệm vụ nữa các bạn. Rồi gãi gác tước bển rồi các bạn ơi. Dịch quá anh em cũng không dám gần. Đi kèm ca sĩ của mình nè các bạn. Hello. Này nhiệm vụ là bass nha các bạn ơi. Bass sầu hay gọi là saxophone đó các bạn. Ngoài phường bản có một vài bạn nha các bạn. Thôi để chút nữa mình sẽ quay đưa ra cho mấy bạn coi các bạn. Giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây nha các bạn. Mùa này rất là ít khách đến dự đám tang nha. Thấy không? Trống trơn rồi các bạn. Có người nhà với bà con dòng họ một vài người. Bài nhạc đấy hay quá các bạn.